Chắc được một cái ô kia hơi đâu đấy, nhưng mà năm này thì chùa có mấy cái này không đâu đấy. Thôn vào không, thôn vào gạch này bóng cực kỳ luôn. Không bóng, dưới phê không bao giờ. Các cái loại ngói mà tao đi xin đi thì cái loại ngói đỏ mà nhìn nó bong bóng, đấy là năm. Đấy là năm rồi, chứ không phải là ngói. Không bao giờ được công viên này làm. Vâng, bây giờ cái gì thì được công viên nó bong. Thực ra chơi mà cái trôn màu gạch này để anh trơn rẻ mà bằng mà không bị dính nước, không bị lỏng bằng cái này không bằng 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 không bằng
không thì không làm như thế nào bây giờ thì chín quả ra đấy thì là bây giờ là như thế này rồi thì chỉ đương lên phải cho được tranh hơn nữa thì trong đó mình vừa hơn không là vừa hơn nói hơn luôn cả nói không chưa nói anh ơi lâu quá lâu luôn em nói anh á mà lâu được cho một cái ô kia nhá quá lâu thì mà mình năm sơn thì mình anh ơi rồi nhau năm sơn đến năm chục mấy lần còn ông lâu nhá không còn lâu đâu phải có cái chậu nước để coi thế nào bạn lâu ra cái gì bạn ông vừa nói ra nhưng mà bạn mới vào không thể cãi không thể cãi không anh được không thể cãi em có anh được đây cảm ơn mà không nhiều đâu cứ nói thật đấy không là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.